cho con vịt này nó được thoải mái cái đi. Đó, em ở trong đây nha, quá xá luôn. Giật hụt 2-3 lần, rốt cuộc thì cũng cho em ấy lên bờ. Dạ, thân Dân kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Rất là lâu rồi Dân không có đi nhấp cá lóc bằng vịt con. Hôm nay tình cờ phát hiện bèm rồng khối đèn. Đó. Nếu như may mắn lần này mà nó tát Dân giật chín thì chỉ bắt một con duy nhất. Còn một con mình để lại cho nó giữ bầy. Đó, thấy không? Thấy không có nhỉ? Nó đen đen, nó mới chuyển sang màu đỏ. 4 cái lưỡi, không cần mồi. Đợi Dân xíu nha. Khoan, đợi Dân xíu, Dân mở cái con vịt ra cái đã. Không có được bự nhưng mà rất là hút. Cho con vịt này nó được thoải mái cái đi. Đó. Em ở trong đây nha. Quá xá luôn. Giật hụt 2-3 lần. Rốt cuộc thì cũng cho em ấy lên bờ. May mắn Dân chỉ bắt một con duy nhất, còn một con để lại nha cả nhà. Nè, cỡ nửa ký á, ú ù à, cái lưng nè, dính vô cái lưỡi luôn, móc rất là bén nha. Rất là lâu rồi Dân mới trở lại cái nghề nhấp cá lóc bằng vịt con. Thì lần này cũng như những lần trước, chỉ một con duy nhất mình cho lên bờ rồi là đi vô luôn, còn một con để lại nha. Em vịt này khai trương nó mới luôn á, rất là may mắn. Đây là địa điểm rau nhút của mình thì thấy là cá thường thường nó hay làm ổ lắm luôn. Xung quanh ở đây thì toàn là rau thôi. Hồi hộp sau những cú nó táp mà mình giật hụt nha, nó không có táp dữ lắm mà nó làm bụp nhẹ rồi chì xuống thôi. Con cá này thì mình nhấp cũng rất là nhanh luôn á, táp chỉ có mấy cái là cho nó dăng lên bờ luôn cả nhà ơi. Dân đi vô đây mừng lắm, được bữa ăn cho gia đình rồi. Dạ, đến đây thì Dân xin phép kết thúc cái chuyến đi nhấp cá lóc bằng vịt con, mặc sau một thời gian rất là lâu rồi.
Dạ, thành dần kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ.